Ê, ôi, sao bà sao kiếm vô bóng cây nào ngồi mà ngồi nó nắng như vậy? Nắng chiều mát. Mát nghĩ sao nắng chiều mát, nắng sáng mới mát thôi. Trù cha trời ơi, bò kìa. Đại gia đình thấy không? Lập than khổ nhưng mà đây là một trang trại bò của Thánh Mẹo nha, nha đại gia đình. Anh ơi. Hả? Con này à, mấy con kia của người ta. Ủa là có hai con này đó hả? Đúng rồi. Em nuôi ké. Là ông đi chăn mấy kia là ông kiểu chăn rẻ hay là ông nuôi bò ông chăn để ông lấy tiền dẫn nó đi? Ý là vậy nè, em không có nói là em đi chăn bò thuê nha. Ý em vậy nè, em không nói là em đi chăn bò thuê nha. À. Ý là em chỉ có hai con thôi. Nhà người ta giàu hơn, người ta không chăn bò được, người ta kêu là mày lỡ chăn luôn bò giùm tao luôn, tao trả cà phê. À, nghĩa là đi rồi cho đi ké luôn vậy? Ké chứ không phải là chăn bò mướn nha. Vậy một tháng bao nhiêu vậy? Là một tháng ông cho em 7 triệu. Ồ, tính ra ông tiền cà phê cao ghê hả? Ừ. Vậy rồi có dẫn bò về tới chuồng không? Có không? Dùm tao chứ không có đi trong bò thuê nha. Thì có thì về thì em mới lùa bò về nha người ta rồi em cột cho người ta luôn. Có múc nước rồi cho uống này nọ không? Có luôn. Có luôn hả? À, đúng rồi, vậy là không phải chăn bò thuê đâu đó. Thì sáng mai bò ra thì em dắt mấy bò ra luôn. Em qua nhà người ta em dắt ra luôn. À, đi chăn luôn. Vậy mà kiểu người ta gửi á mà. Ừ, người ta gửi chứ không phải chăn bò thuê. Em xin đính chính lại vậy. Nhà em có hai con thôi. Mấy là phải nhà người ta. Chút giờ thấy tưởng đâu mới nhìn tưởng là bò ông đâu nhiều dữ vậy ta. Em mà chăn bò ông có cái thú gì vui không ta? Hả? Chăn bò có thú gì vui không? Thì em có một cái mèo làm cho bò đứng im mà nghĩ không ai biết. Vuốt nữa hả? Chỉ không... Em nói rồi không ai biết anh phải kêu là anh không biết cho em bè đó anh ấy vuốt thì nó là cái gì đó. Quê rồi ngại không nói. À, rồi không biết. Tao nha. À, sao? Có cái mèo rất là hay nha. Muốn nào trong bè đứng im đúng không? À. Anh lại gần đấy anh vuốt nó. Anh vuốt người nó là đứng im. Ờ à, cái đó tôi không biết luôn á. Đó, không biết. Nói sao anh biết được? Đúng. Cười tao dân chân bò biết thôi. Ê hình như bò nó sao biết được? Bò nó lắng nghe nói chuyện hay sao nó cũng vĩnh tai nó không ăn nữa mà nó vĩnh tai nghe đó. Tính ra nhiều chuyện đúng không? Đúng rồi. Mà sao tôi đi á? Mỗi lần tôi đi ngang bò là bò nó hay dí tôi ta. Tại vì anh mặc áo đỏ. Cách nào mình mặc áo đỏ mà nó không dí mình không ta? Thì nhiều bò tao chăn ngoài đường á, tao cặp vết đường đó mình đâu có đi ngang được đâu, tôi đi ngang là nó dí liền à. À, anh biết tại sao xưa người ta nuôi trâu, nuôi bò, nuôi ngựa làm gì em biết không? Kéo cậy. Đúng rồi. Cái tổ tiên của nó. À, quên, tôi khoan, tôi không biết. Ông kể ông giả đò tôi giả đò tôi không biết đi, ông giải thích chứ. Anh nữa anh tài lanh không anh. À, quên. Nó hỏi thì anh nghiêm tao mới nói đi chứ. Rồi tôi không biết. Ừ, chăng. Anh biết ngày xưa người ta nuôi trâu, nuôi bò, nuôi ngựa làm gì không? Không biết. Thay cho sức người để dùng để kéo cày. Để kéo cày. Lúc em có nói chuyện với con bò ngày xưa, thời cha ông ngày xưa của nó khổ lắm. Có nói chuyện nó luôn hả? Thời đó chưa có máy móc đâu. Gù cả cái lưng lên nó để cánh. Cho nên á, đờ mấy con bò nè, nó thấy bánh xe là nó sợ. Là sao? Tại vì nó ám ảnh cái bánh xe á, gánh trên người nó kéo cày nhiều quá nó ám ảnh. Thấy bánh xe là sợ hả? Thấy bánh xe nó sợ. Xàm quá. Cái gì cũng có cái lịch sử, tiểu sử của nó hết. Ê, vậy bò nó có hiểu tiếng người không? Ông bò. Thấy chưa? Đúng rồi, con hình như đó, ông con đó là con của ông nó ra, nó quen ông nó, sao? Đó nó quay lại đó. Nó hiểu được tiếng người. Được mà có đúng là bò nó thấy bánh xe sợ không? Đúng rồi, cái tiểu sử ngày xưa ta nuôi bò cái mục đích là để cho kéo cày. À. Mà anh biết cái kéo cày nó cực lắm anh biết không? Không, tôi biết, tôi nói tôi không biết. À, kéo cày rất là cực cho nên á bò nó tự truyền tay nhau cái thấy bánh xe là nó nản rồi. Anh cầm bánh xe. Kìa con đó đó, con đó nó thấy nghe tiếng tôi là nó. Bây giờ nha, cầm bánh xe anh đi ngang qua nó là nó sợ. Đó, nó nhà tới kìa. Chuyện với mày đâu. Nó nhà tới. Anh cầm bánh xe anh đi ngang cho nó là mục đích là nó cứ tưởng là anh đang chuẩn bị là bắt nó đi cày. Đi kéo xe. Nó sẽ sợ xe bỏ chạy. Bây giờ anh tới không đó nha, xem nó chạy không nha. Rồi thử nha. Hút từ sao? Con này đúng không? Hút anh giả bộ anh đi ngang thôi. Không có chạy đúng không? Em đứng đây để mất công anh lại kêu đi hai người nó sợ. Tự nhiên qua thôi. Nó không đồng tính gì đúng không? Nó đang nhìn nó thúc tôi á. Không đồng tính gì đúng không? Bây giờ nha, để cho chắc ăn nữa. Anh quay lại anh cầm một cái cây nữa để xem nó có đi không nha. Cầm cây thôi nha, anh không phải anh quất đó nha. Cây đúng không? Ừ, để test cho mình coi luôn. Nó bộ cầm cái cây nó quấn nó đó. Nó chạy không à? Ừ. Đây được không? Que. Giá bộ thôi nha. Nó nhào tới kìa. Thì anh đi xa xa với này thôi, hút đo bò nha, em biết mà. Bình thường thôi đúng không? Đúng không? Rồi anh quay lại đây. Trời tới nái anh luôn nè. Ừ. Tại vì cái lịch sử của nó đã biết bánh xe là đi kéo cày. Bây giờ anh cầm cái bánh xe tới nè. Nó sẽ tưởng là anh sắp sửa phát cho cái cày, nó sẽ sợ. Mình lăn tới à. Anh thích lăn hay anh thích làm sao được, mình sao có bánh xe được rồi. Nó tự chạy đi hả? Đúng rồi. Thì không thần nó cứ sàm đi trời chưa nắng thấy mẹ luôn á. Thiệt á, đi. Đây nó để ý kìa. Thấy rồi đó. Thấy không?
vậy? Em không biết lý do tại sao. Thế bánh xe nó sợ à? Thiệt. Cái tiểu sử nó là nó thấy bánh xe nó sợ. Đúng rồi, tại vì tổ tiên nhà nó toàn đi kéo cày không à. Kéo cày phải có bánh xe đúng không? Cho nên thấy bánh xe là tưởng anh đang vác cái cày cho nó. Nó sợ. Nó sợ kéo cày lắm. Thử cái nữa nghe. Ừ. Chưa gì nó chạy thôi. Đó, nó thấy nó sợ liền à. Má. Em không có làm gì hết nha. Rồi. Thằng con này nó có thấy nó sợ không? Thì tới đây. Tới anh coi luôn nè. Em đứng xa nha, mất công lại kêu là hai người nó sợ nha. Nó sợ nhưng mà nó không giật mình. Thấy chưa? Rồi ok nha, nó không giật mình nha. Cũng là cái đường đó luôn. Anh cầm xe anh đi đúng cái đường đó thôi. Anh không được đi gần đó nha. Cho mọi người nói đúng cái đường anh đi luôn nha. Thiệt. Rồi em làm thực tế anh coi mà. Anh đi không, anh cầm cái roi với lại anh cầm này nó khác nhau đàng hoàng mà. Rồi bắt đầu nha. Ừ, em đứng đây nha. Anh cũng đi đúng cái đường đó nha. Này cho anh coi. Bắt đầu quay nhìn nè. Nó sợ. Thấy chưa? Nó sợ. Trời đất ơi. Anh tết thêm một con nữa hả? Bây giờ anh bộ anh đi ngang con bò già kia đi. Bò già nó có sừng nhọn thấy à? Sợ chết hả? Hả? Đúng rồi, thanh niên. Cái con kia đi. Thanh niên đi sợ chết. Rồi anh qua kia đi. Đúng thanh niên. Rồi lăn bánh xe tới luôn đi. Ừ. Đúng thanh niên. Rồi lăn từ đây tới đúng không nghe? Ừ, lăn đi. Ê, nó nhòm rồi kìa. Ê, nó chạy kìa. Chạy liền à. Nó chạy kìa. Ừ. Đúng thanh niên. Hết chuyện chọc chó, sang đi chọc bò. Ê, anh cũng đánh lắm. Nó bứt dây rồi, khi nó chiều ông dí được không? Chạy xanh giái. Thôi tha nó luôn rồi. Xanh giái. Tha nó tội nghiệp lắm á. Ờ, nói chung chia sẻ cho anh vậy thôi. Anh đừng bắt xe nó sợ vòng 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 kìa anh gái. Thôi bắt xe đi. Thế bắt xe nó sợ. Thôi. À đứng im rồi đó. Đúng rồi. Nè, thì bắt xe đứng im rồi đó. Sao kỳ ta? Tôi nghĩ là nguyên lý không phải là do bánh xe đâu. Không phải là nó sợ là do bánh xe nó đi cày đâu mà bánh xe nó sợ gì á. Chán. Nghiệp đúng không bây? Ờ đi. Được thôi, thôi được rồi. Giấu bánh xe đi. Khổ nha. Đó đây là một cái mèo hay chia sẻ mọi người nha. Rồi mọi người có ý kiến nào thấy bình luận ở dưới nha. Và mọi người có ai giải thích được cái lý do tại sao mà trâu bò người sợ bánh xe nha. Có thể bình luận ở dưới. Chúc đại gia đình trong video vẻ. Nói là trâu bò là nó sợ nó đi cày gì nữa. Đây để nên còn có ý kiến khác thì sao?